mình qua quán kia. Vô đi em. Lại ngồi đi em. Dạ. Chị hai, đây là Phương, bạn em. Ừ. Cô ấy đang muốn tìm một công việc có thu nhập cao một chút. Chị hai xem giúp đỡ cô ấy nghe. Dạ, em chào chị hai. Ừ. Chị hai đây á, tốt bụng lắm. Lại là chủ của một nhà hàng lớn đó nghe. Chị hai sẽ chỉ cho em một công việc mới. Anh bảo đảm á, sướng gấp vạn lần nghề may vá hiện tại của em. Em à, em ở dưới quê mới lên hả? Có chồng chưa? Dạ, nghèo như em, ai mà yêu mà dám đòi có chồng hả chị? Ờ, vậy á thì chị giúp được. Chứ mấy cô yêu đương lăng nhăng á mà cứ đòi kiếm việc làm, chị ghét lắm. Cái hạng đó chị đáng làm cái đứng đường thôi. Ờ, chị em yên tâm đi. Chị Lan Anh đây có tính hay đùa đó mà. Chị ấy đã nhận lời giúp em thì chắc chắn giúp được mà. Em sẽ có một công việc tốt hơn và thu nhập cao hơn. Nè, chị có quen lớn với mấy người chuyên làm hợp đồng xuất khẩu lao động. Nếu mà em đồng ý thì chị sẽ tìm cách giúp cho em. Nhưng mà chị ơi, em đâu có tiền đặt cọc đâu chị. Nghe nói là đi xuất khẩu lao động hợp đồng mất nhiều tiền lắm. Thì tại vậy đó nên mới gọi là chị giúp em. Chị á chưa có biết em nhiều, nhưng mà Hoài á đã giới thiệu em á là bạn của Hoài, thì chị cũng coi em là em gái trong nhà thôi. Chỉ cần là em viết cho chị mảnh giấy, để sau này á em đi nước ngoài rồi chẳng mấy chốc làm giàu thôi, lại quên chị hai này. Uống nước đi em. Dạ. Sao, em thấy sao? Cơ hội đổi đời chỉ có một thôi. Dạ, em đồng ý. Nhưng mà nhân nhị cái gì, nhờ có Hoài á chị mới giúp em đó. Thôi, vậy thì em về chỗ của chị nha. Nhưng mà còn đồ đạc ở trong phòng trọ của em nữa. Bỏ hết đi, anh sẽ sắm lại cho em toàn bộ đồ mới, chịu không? Mấy cái bộ đồ này tiếc làm gì. Thôi, em cứ chuẩn bị tinh thần đi, một lát chị đón cũng được. Tiền nước chị ơi. Để đây đi, dặn xuống đây. Đi em. Chào cậu, chào anh chị. Chào anh. Rất hân hạnh được đón tiếp anh chị trong buổi lễ ngày hôm nay. Anh đó nha, lâu lắm rồi anh không có chịu ghé nhà vợ chồng tôi chơi gì hết. Tại cô bạn của Thanh đi công tác lâu quá, tôi tới có một mình, thấy ngại lắm. Tiếc là hôm nay vẫn không có mặt Thủy. Anh yên tâm, khi nào cô Thủy đi công tác về, vợ chồng tôi sẽ áp tải đến gặp anh ngay. Chúng tôi cũng muốn ăn bánh kẹo của cô Thủy lắm rồi. Thôi, chúng ta vào trong đi. Kính thưa các quý vị đại biểu, tôi không phải là chủ nhân của bữa tiệc, nhưng công ty của tôi bảo trợ cho trung tâm nhân đạo này, nên thay mặt cho những người ở công ty, tôi có đôi lời phát biểu cho ngày vui của bé Tuyết Nhi được ông bà Smith nhận làm con nuôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo của thành phố đã quan tâm đến trung tâm của chúng tôi.
Và sau đây xin ông Thanh, là phó giám đốc sở của thành phố, có đôi lời phát biểu. Xin kính mời ông. Tôi xin nhiệt liệt tán dương hoạt động của trung tâm. Phải nói rằng đây là một hoạt động nhân đạo hết sức có ý nghĩa, giúp cho những bé mồ côi như Tuyết Nhi có được một mái ấm gia đình và được dạy dỗ trong một môi trường với điều kiện sinh hoạt và học tập vô cùng tốt. Xin cảm ơn. Ông Smith à, vì tính chất công việc tôi cầu ông hết sức bình tĩnh. Ông đi nhận con nuôi chứ có phải đi làm gì ác độc đâu mà ông lo lắng quá vậy. Ông không thấy các sở ban ngành tới chúc mừng sao? Tôi chỉ nghĩ là việc đón con nuôi thông thường. Tôi sợ nếu nước tôi họ phát hiện thì tôi sẽ bị phạt rất nặng. Thôi không đòi coi nhiều nữa, hợp đồng chúng tôi đã thỏa thuận như vậy, nếu ông vi phạm thì tôi cũng có quyền phạt chẳng kém nước ông đâu. Thôi, ông Thanh phát biểu xong rồi đó, ông ra nói mấy câu đi. Nhớ là thật bình tĩnh, thoải mái. Ông phải tưởng tượng là ông có một đứa con đích thực, thì vui mừng thế nào. Thôi, ông đừng làm cho chúng tôi thất vọng đó. Đi đi. Cô ơi, xin mời cô ra ngoài. Dạ. Chúc mừng. Mời chị. Công nhận anh có cặp mắt lạ lắm nha. Cặp mắt này mà nhìn em nào là em đó chết liền á. Mà nè, đã hứa với tôi rồi, phải giúp tôi hết lòng nữa nha. Chị yên tâm đi. Chị biết không, thằng Hoài này đã hứa thì nó sẽ làm hết lòng. Tôi biết vậy mà, vậy mới làm ăn lâu dài được chứ. Mà nè, cứ kêu chị hoài. Bây giờ uống chúc mừng nha, ráng tìm thêm mấy mối nữa ha. Ừ. Cái con nhỏ mà anh giới thiệu đó, nói nó lo trang điểm lại cho đẹp một chút, nghe chưa? Làm vậy mới có giá chứ. Được rồi. Ừ. Chào chị. Cậu nào vậy? Chim mồi của bà Lan Anh đó. Nhìn đẹp trai không? Nghe sếp nói á, mấy bữa nay các bà xích mích vì một cậu trai trẻ, tôi không tin. Nhưng mà xuống đây á, quả là có thấy như vậy thật. Sao? Đại ca nói gì? Đại ca ra lệnh cho tôi á, cảnh cáo hai bà. Bây giờ á, không phải là thời điểm để bất đồng quan niệm. Việc quan trọng nhất bây giờ á, là phải gom cho đủ hàng. Mà tụi tôi đâu có nói gì đâu, mà đại ca nói vậy. Thôi, gom hàng cho lẹ đi. Đợt này á, đại ca có vẻ làm kiên quyết lắm đó, nên ráng mà đạt chỉ tiêu. Có hàng mới đem về, đang để trong bếp á. Mà nè, hàng này còn nguyên đai nguyên kiện.
Thiệt không? Thiệt chứ sao không? Lần này là xịn luôn á. Mấy đứa trước á, đứa nào nàng cũng kêu là Jin Nguyên hết, mà về kiểm hàng á mới thấy là bé cái lầm. Không có đâu, bảo đảm với chị, hàng 100% luôn. Thôi được rồi, về khám là biết liền, kiểu gì á cũng có cách xử lý. Đây là phần của bà. Cảm ơn chị. Giờ đón hàng đi kìa. Mấy bữa nay buôn bán ế ẩm muốn chết luôn. Xong rồi ha. Sao rồi, ổn không? Dạ ổn. Ủa, mấy người kia là ai vậy chị? À, là bà Hồng, bà chủ quản lý ở đây đó. Ông Trùm á, tin tưởng bà lắm, bà sắc sảo vô cùng. Ông Trùm, nghe tên lạ quá. Ông Trùm là ai vậy chị? Ừ, ông Trùm thì là ông Trùm, tôi đâu có biết ổng là ai. Anh hỏi nhiều quá. Đây, của anh nè. Tôi thấy anh có năng khiếu bẩm sinh, cố gắng mà phát huy lên. Tôi thích anh từ lần đầu gặp mặt. Tôi biết mà, tôi không bao giờ nhìn làm người. Nè, cầm lấy. Thôi, chị giữ lấy luôn đi. Ở đây với chị rồi á, có tiêu xài gì đâu. Khi nào cần á, em xin chị sao? À, sao cũng được, tôi giữ giùm ha. À, em chạy ra đầu ngõ muôn dao cạo râu, khó chịu quá. Anh để râu nhìn nó mới phong độ, sao lại cạo? Thôi, em đi một chút. Nhớ về sớm nha. Dạ, em đi. Ừ. Dạ, xin một báo cáo. Mồi đã được chuyển về tổ. Dạ, báo cáo hết. Em nói hết chưa? Anh không thể nghe được nữa. Vậy thì anh giải thích đi. Thực ra, tại sao anh lại làm như vậy? Sao em thấy mấy cái việc của anh làm đều bí hiểm? Em thật không thể hiểu nổi, tại sao anh lại phải giấu vợ con chứ? Anh làm gì em không nhất thiết phải biết, miễn là anh đưa tiền về chu cấp cho cái nhà được rồi. Nè, anh đừng có đem tiền ra để dọa mẹ con em nha. Em chỉ muốn con em có một người cha đàng hoàng, chứ không phải hằng ngày phải mang cơm vô tù cho chồng đâu. Em thật là quá đáng mà. Anh thật là quá đáng với em. Anh đừng tưởng em không biết anh đang làm gì với tay mình đó. Cô đúng là đàn bà thật nhiều chuyện mà. Anh, anh Quang, anh đã quên những ngày tháng căng thẳng ở trong trại giam rồi sao? Em không muốn lặp lại những khoảng thời gian như vậy. Em thật sự rất lo lắng. Phải, đó là những giây phút kinh khủng nhất trong cuộc đời anh mà. Anh đâu có điên đâu mà quay về chỗ đó. Anh đã kinh nghiệm lắm rồi, thì em phải yên tâm chứ. Anh,
Em chắc với anh, dù nhận con nuôi của ông bà Smith đó không hề trong sạch đâu. Em không quan tâm, em chỉ muốn biết là chồng em đang làm gì. Thật ra tại Minh chưa quen với điều hành buổi lễ, cho nên em mới tới giúp thôi. Mấy sự kiện kiểu đó bên anh tổ chức quen rồi, chứ anh đâu có hiểu nội tình trong đó. Công việc gì người ta làm sao, ai ai, anh đâu có liên can đâu. Mà em cứ lo lắng làm chi vậy? Thôi, anh mệt lắm rồi, anh lên phòng trước đây. Vô đi. Dạ em chào chị. Em ngồi đi. Dạ. Em uống nước nha. Dạ. Uống nước đi em. Dạ. Cảm ơn chị. Chị là người trực tiếp làm hợp đồng xuất khẩu đi lao động ở Đài Loan, nên em cứ yên tâm, nghỉ ngơi ở đây vài ngày cho nó khỏe. Lo xong thủ tục với máy bay, chị cho em đi liền ha. Dạ. Chị ơi, dạ ở đây có việc gì để làm không? Chẳng hạn như là rửa chén, giặt đồ hay nấu cơm gì cũng được. Em gái quê làm quen rồi, ở không chán lắm. Vậy hả? Được rồi, để chị xem. Nếu mà cần nấu cơm á thì chị gọi em nha. Bây giờ á em lên lầu nghỉ ngơi cho nó khỏe nha. Dạ. Dạ. Đưa cô này lên tầng 2 nha. Dạ em biết rồi. Em xin phép à. Đường này nhanh lên. Sao rồi em? Tắm rửa xong rồi hả? Dạ. Giới thiệu với em, đây là bác sĩ Quyền bên Bệnh viện Trung ương. Bác sĩ sẽ khám xem em coi có đủ sức khỏe để làm thủ tục hợp đồng lao động không. Chào em. Dạ. Nhưng em... Không có gì đâu, chỉ là thủ tục thôi mà. Trong hợp đồng lao động của em á, mà không có giấy khám sức khỏe thì ai người ta dám thuê. Em nằm xuống đi, cởi quần áo ra cho bác sĩ khám. Cô làm nhanh lên cho, tôi còn đi khám cho người khác nữa. Dạ. Cởi đồ ra, cởi quần nữa kìa. Cởi thiệt hả chị? Không sao đâu, em thả lỏng người ra, bác sĩ khám cho nhanh. Ngoan nha cưng. Bác sĩ khám nha, tôi ra ngoài. Dạ chào chị. Sao rồi? Còn nguyên, cô gái này vẫn còn ngon lành. Vậy hả? Rồi, tốt rồi.
Dạ. Xong việc rồi, bác sĩ về ha. Dạ. Có người sẽ đưa bác sĩ về. Dạ. Mà nhớ là đi cửa sau nha. Dạ. Đây là thù lao của bác sĩ. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Vô sâu rồi. Nè, chút nữa cho con Phương nó xuống nấu cơm. Nó thích như vậy á, cứ cho nó thoải mái. Dạ. Mà nhớ, canh chừng cho cẩn thận. Cấm nha, không được đụng vào nó nghe chưa. Hàng quý hiếm nghe chưa. Dạ. Rõ không? Dạ. Ừ. Nè nè, con Phương á, nó là hàng zin á, nguyên đai nguyên kiện luôn. Mới kiểm tra ngày hôm qua, giỏi thiệt đó. Vậy chứ sao? Vậy á, mà có người còn không tin tưởng vào cách làm việc của tôi nữa. Con nhỏ nó ngoan, mà lại chăm chỉ nữa đó. Lính của tôi là toàn vậy không đó. Giữ gì ta? Để xem coi được mấy bận. Của đâu ra mà dễ vậy? Ủa, làm không được rồi ganh tị hả? Mấy bà đó, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Lo làm đi mấy bé. Đại ca vô. Dạ. Dạ cho ông chủ. Dạ. Tình hình của ông Hàng sao rồi? Dạ, tình hình á có vẻ khả quan lắm. Chắc từ giờ tới cuối tháng em sẽ gom đủ 20 người theo yêu cầu của ông chủ. Khả quan mà mãi tới tận cuối tháng à? Dạ thưa ông chủ, hàng dạo này khan hiếm lắm, mà tụi em canh mãi mới tóm được một con hàng sạch. Mà trong khi đó yêu cầu của ông chủ phải toàn là hàng sạch, cho nên là tụi em cũng gặp chút ít khó khăn. Chứ không phải tranh thủ để kể công hả? Giả mặt tay bây giờ nè. Dạ. Vậy bây giờ tới cuối tuần thì hàng chuyển được bao nhiêu? Dạ, có khoảng 25 à. Mà trong đó có 15 người là hàng sạch à. Không được. Bằng mọi cách phải có đủ 20 đứa cho tao. Mối làm ăn này nhất quyết không thể thất hứa được. Dạ, hay là mình lấy 5 đứa bên nhóm G cho vào được không ạ? Đại ca ơi, đại ca, không có được đâu. Mấy con nhỏ nhóm ghê á, chưa tới 15 tuổi, đụng vô là mẻ búa đó. Không được đâu. Quan trọng là ta có hàng sạch. Nếu bớt đắc dĩ, phải dùng phương án lấy người nhóm G, thì mỗi người phải chịu phạt. Hàng sẽ được chuyển đi vào cuối tuần này. Tao đã lên kế hoạch đầy đủ rồi. Tụi bay cứ vậy mà làm theo. Đứa nào cũng phải là hàng sạch đó, thì chuyển hết sang vườn sinh thái của thằng Quang. Nghe rõ chưa? Dạ. Nghe rõ chưa mấy mẹ? Theo tôi. Đi nhanh đi. Ba con bánh bèo già kìa, làm không lo làm, tối ngày lo sinh đi ra ngoài. Tôi cảnh cáo nha, đừng trách tôi độc ác nha. Bánh bèo già vô dụng. Chào gì? Ờ, chào con. Dạ. Rửa rau xong chưa con? Dạ sắp xong rồi dì. Dì ơi. Dì con. Dì Hồng nói chuyện với ai bên đó vậy dì? Con thấy có ai ở bển á. Bộ có người ở bển hả? Con mới đến đây nên chưa biết đó thôi. Hai con nhỏ cứng cổ trốn đi, bị nhốt dưới đó. Tội nghiệp. Nhịn đói mấy ngày nay rồi. Sao dì không đem cơm cho người ta? Dì cũng muốn đem cơm, nhưng chưa biết bằng cách nào. Dạ. Con người ta ai cũng phải ăn mới sống được. Dạ. À, dì thấy con được bà Hồng ở đây cưng chiều,
Lúc nào con chuyển ít cơm vào trong đó nha. Dạ. Nè Di. À. Cháu uống nước đi. Dạ, cảm ơn chú. Chú rất quan hệ về tinh thần của cháu. Cháu nghi như vậy là đúng. Nhưng để xác định chắc chắn rồi chú sẽ thông báo sau. Chú, cháu mong chú hãy cứu chồng cháu. Chú hãy ngăn ảnh lại trước khi mọi chuyện quá muộn. Có nhiều khả năng nghi ngờ là chồng cháu đang thực hiện một đường dây buôn người ra nước ngoài. Hiện nay chưa đủ chứng cứ để kết tội mình, nên chưa thể bắt anh ta ngay được. Chú muốn cháu phối hợp một việc. Cháu đã đến đây rồi thì cháu xin sẵn sàng. Cháu hãy bí mật theo dõi Quang và tìm càng nhiều chứng cứ làm ăn của Quang với Minh, càng nhiều càng tốt. Chú sẽ cử người theo dõi mọi hành động của tên này. Việc buôn bán người, người của họ rất là tinh vi, nên chú cần cháu phối hợp một việc. Anh, chiều nay anh có về ăn cơm với mẹ con em không? Có, nhưng sẽ vừa muộn. Em với con ăn cơm trước đi. Anh đi với anh Minh hả? Ừ. Anh đi nghe. Alo. Ừ, chú biết rồi. Cháu phải hết sức cẩn thận nha. Báo cáo thủ trưởng, toàn đội đã có mặt. Báo cáo thủ trưởng, đã có tin từ trinh sát phương báo về đã tìm thấy nơi chúng giam giữ đồng chí Thủy. Tốt, đồng chí về vị trí đi. Rõ. Trinh sát sơ một vừa báo về, đã có kế hoạch chuyển hàng của bọn chúng. Ta đã thấy phần nào có bóng dáng tên trùm rồi. Toàn đội chú ý, tập trung triển khai lực lượng với bắt bằng được đường dây buôn người này. Rõ.
Vô đi. Dạ, thưa đại ca mới tới. Việc giao hàng tiến hành sớm hơn một ngày. Mọi khâu đã được bắt nối. Chỉ còn thông báo cho mày nữa thôi. Xúc tiến đi. Nhưng thưa đại ca, kế hoạch của tụi mình á đã xác lập, nó tỉ mỉ, nó cụ thể hết rồi. Ngày kia thì mọi việc mới chuẩn bị kịp đó đại ca. Nhưng mà ngày mai tiến hành á không thể nào kịp hết đại ca. Không có việc gì là không làm được. Đúng 6 giờ tối mai. Em á, thật sự em không hiểu. Giờ hoàng đạo đã được xác lập 6 giờ tối ngày kia rồi mà đại ca. Mày thích cãi lắm à. Em á, em sợ chuẩn bị không kịp đó đại ca. Mày biến đi. Thưa đại ca em đi. Vậy cũng lớn tiếng với em nữa. Ê cái ông già này mà ông còn đú đa đú đỡn à. Trời ơi, giờ này mà còn ở đây đú đa đú đỡn được hả? Chiều ngày mai á phải giao hàng sớm rồi đó. Ủa, kế hoạch là vào tối ngày kia mà. Đi mà hỏi ông chủ á, qua ông Hoàng, tôi mới vừa biết được là phải giao hàng sớm, đang quýnh lên đây nè. Trời ơi, còn bao nhiêu việc phải làm nữa. Ông chủ cứ thay đổi hoài à. Ông thích dội bên mình hay sao quá trời. Sao mình làm kịp. Thôi thôi thôi, tôi đi đây. Ê, cái con kia, đang coi cú hấp dẫn mà. Mày bỏ đi đâu vậy? Ê, cái con kia. Đủ rồi, lẹ lẹ lên đi. Ngày mai á không có hàng mà giao đủ cho ông chủ đó hả? Cái mạng còn không giữ được, ở đó mà đú đa đú đợn. Nhanh lên. Thôi chết rồi. Không biết rồi số phận sau này của tụi mình sẽ như thế nào nữa. Lo gì, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Đường nào thì cũng tiêu tan, đời là bể khổ mà. Nghĩ làm chi cho nó nặng đầu. Má ơi, con muốn kiếm chút tiền để về mua thuốc cho má. Mà sao cũng không được nữa. Má bỏ con đi sớm vậy. Em bình tĩnh đi đã, đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Mà chị ơi, lần nào em mơ cũng như là sự thật đó chị. Nghe em đi, má bệnh nặng lắm, giờ mới mất thiệt rồi. Má mất, em làm sao sống nổi hả chị? Em à, má em không có sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi, ha, đừng lo lắng quá. Em thiết sống làm gì nữa hả chị? Làm gì mà to nhỏ đi. Nè, bây giờ tất cả các em á, lần lượt thay phiên nhau đi tắm, chỉnh trang, ha. Một lát nữa chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng, một bữa thịnh soạn, ok. Nhanh lên. Ăn xong rồi mày sẽ đi đi đâu? Ngồi xuống. Tôi nói cho các cô biết nè, tôi á chỉ muốn cho các cô tốt thôi. Rồi đến một lúc nào đó đó, các cô phải cảm ơn tôi vì tôi đã ban cho các cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiểu chưa? Bà sẽ phải trả giá. Đồ lừa đảo. Nín. Chừng nào tới phiên cô lên tiếng. Muốn lành lặn thì ngồi yên đấy đi. Một lát nữa tất cả phải xuống xe đi theo tôi. Người nào mà không muốn đi á, đừng có trách tôi độc ác nghe chưa. Mọi người hãy nghe tôi nói đây. Tất cả chúng ta phải thật sự bình tĩnh. Tất cả những căng thẳng hay những hành động bột phát của chúng ta đều có thể gây hại hết. Tôi muốn thuê trọn gói chiếc tàu này trong vòng 3 ngày. Và người của chúng tôi sẽ lái tàu.
Nhưng mà lái tàu của các anh thì tôi không yên tâm. Anh yên tâm đi, chúng tôi có lái tàu chuyên nghiệp, bảo đảm sẽ mang con tàu nguyên vẹn về cho anh. Anh làm như là tôi chở hàng quốc cấm không bằng. Nói thật là tôi muốn bớt một phần chi phí và đảm bảo tiến độ công việc thôi. Cái gì mà nghiêm trọng vậy? Lái tàu của tôi sẽ làm theo mọi điều khoản của hợp đồng. Nhưng cậu ấy đã gắn bó với chiếc tàu này như hình như bóng, cho người khác thay thế vào sẽ không an toàn đâu. Nên đã nhất quyết vậy thì thôi cũng được. Bên tôi sẽ gửi phát hợp đồng và chuyển khoản ngay cho bên anh. Đúng 6 giờ tối mai container sẽ tới. Về chuyện công việc và về chất lượng hợp đồng, anh yên tâm. Thôi tôi đi nghe. Alo, mọi chuyện em xui chứ? Nhà tàu đòi cao hơn một giá anh ạ. Lái tàu của họ. Nếu nó nhất quyết như vậy thì đành phải chịu. Trả nó thêm một chút cho được việc. Nhưng những yêu cầu tôi giao cho chú phải thực hiện chi tiết trọn vẹn, không được sai sót bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất. Đặc biệt là thời gian. Dạ em hiểu, em đã thương lượng và chuẩn bị đâu vào đó rồi. Chỉ chờ anh giải quyết vấn đề giá cả là xong. Ok, vậy đi. Lẹ lên mấy em đói rồi phải không? Vô ăn, lẹ đi. Tụi em nè, đây á toàn là những món ngon của nhà hàng không nè. Chẳng mấy dịp mà các em được thưởng thức đâu. Thôi, cứ ăn uống tự nhiên đi ha. Chị đã nói rồi, chị sẽ là người đem đến cho các em sự sung sướng. Ăn ngon, mặc đẹp, hiểu chưa? Như kiểu bữa ăn cuối cùng của tử tù vậy đó mày. Má ơi! Ê! Mày làm gì mày la lên như là cha sắp chết tới nơi vậy? Hả? Mày tính khủng bố hả? Chị ơi! Tụi em ăn bữa này rồi chị đem tụi em đi xử tử hả? Mày có bị điên không? Mày khổ quen rồi, bây giờ sướng quá chịu nổi phải không? Trời đất ơi, được ăn tiệc mà không muốn ăn. Nói cho mày biết nè, tụi mày mà không ăn, tụi bay mà có bị làm sao á là tao chết trước nè, hiểu chưa? Ăn uống tự nhiên cho ngon miệng đi. Ông chủ á, ông chỉ muốn là tiếp đãi tụi bay một món ăn thật là ngon mà thôi. Thắc mắc cái gì? Thôi ăn đi tụi bay, ở đây toàn là những món ngon không mà, tao chưa bao giờ được ăn hết á. Ăn đi, đừng bỏ uổng.